Thời gian gần đây, nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Mỹ bị cắt nước hoặc nước bẩn không hợp vệ sinh khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Mặc dù đã phản ánh nhiều lần, song tình trạng mất nước sạch vẫn diễn ra phổ biến, đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Điển hình như tại thôn Thủy Lân, xã Thanh Long, do nhà máy nước Trung Hưng cung cấp, thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập và 4 thôn của xã Giai Phạm, gồm thôn Yên Phú, Lạc Cầu, Giai Phạm, Tử Cầu, do nhà máy nước Nam Long, thị xã Mỹ Hào cung cấp. Mất nước hoặc nước bẩn, không hợp vệ sinh đã diễn ra nhiều tháng nay. Đặc biệt tại xã Giai Phạm, mặc dù nhân dân và chính quyền địa phương đã kiến nghị rất nhiều lần đến nhà máy nước, song đến nay, tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục, đã làm đảo lộn ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của nhân dân. Nhiều hộ đã phải khoan giếng để sử dụng cây tôn kém và không hợp vệ sinh. Nguyên nhân mất nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Mỹ chủ yếu là do nguồn cung cấp nước của các nhà máy nước sạch không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân.